Hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Đoàn Thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức giải bóng chuyền Tứ Hùng năm 2023. Tham dự giải có 4 đội gồm trạm radar 2511, đồn biên phòng Phước Hải, khách sạn Thanh Thanh Phong và cơ quan Lộc An. Các đội thi đấu theo thể thức bốc thăm đấu loại trực tiếp, chọn 2 đội chiến thắng vào thi đấu trận chung kết. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Lộc An đã trao tặng một xe đạp điện trị giá 7 triệu đồng cho một thanh niên yếu thế tại địa phương.